làm con phải yêu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn con phải nhớ tôi.
quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón la nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài đê. Cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón la nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài đê. Mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành thank you.
Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co sông thu êm đềm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông tôi bay ngày ấy, tiếng tu gọi thấy nhớ biết bao. Ngoài nội hôm nay là ngày 20 tháng 9 âm lịch năm Mậu Tuất, là ngày tạo mộ, đồng thời là ngày hủy nhật của ngài khai căn. Hội chúng tôi tổ chức lễ tạo mộ kể từ kỳ ngài và kỷ niệm 750 năm ngày khai hoang mở đất và 550 năm ngày làng về ngài về lập làng lập họ. Hiện nay thì ngài này là mộ đôi là Trần Phước Thông, Trần Phước Đạt là ấn ruột của ngài khai căn. Nhưng hiện nay là mồ đã cuốn rồi, bia vẫn có rồi, nhưng mà hiện nay đang thiếu nhà bia. Cho nên là về góc độ họ tộc thì cũng là đến tinh thần kêu gọi con cháu nội ngoại tha phương cũng như ở trong quê có điều kiện cùng với họ để xây dựng cho ngài một cái nhà bia xứng đáng tầm là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
Xin thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình lễ kỷ niệm 750 năm ngày vào khai căn mở đất và 550 năm ngày lập họ Trần khai căn làng Kim Giang 1468-2018. Vào ngày 20 tháng 9, chương trình lễ của chúng tôi có 2 ngày, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ thông qua chương trình lễ của ngày hôm nay thôi, tức là ngày 20 tháng 9 là ngày 28 tháng 10 năm 2018, từ 7 giờ đến 8 giờ là tạo mộ bổ sung phần quan tài, từ 8 giờ đến 9 giờ là tiếp đón quan khách tại tư đường họ, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 là đọc diễn văn khai mạc và bản sơ lược truyền thống của họ, từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 là trao hoa và chúc mừng, từ 9 giờ 45 đến 10 giờ 45 là lễ tế ngài, từ 10 giờ 45 đến 11 giờ là chúc ăn kỷ niệm, từ 11 giờ là liên hoan. Thân mật tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính giới thiệu ông Tân Cao Bằng, đại diện họ lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa bà con người ngoài, đã 700 năm trôi qua kể từ ngày Đức Thế Tổ vào cai căn mở đất và 550 năm ngày Thượng Cao Thế Tổ vào dựng làng lập họ Trần. Vừa qua là một tổ chức kỷ niệm rất hoành tráng và trang nghiêm tại dựng làng. Hôm nay nhân ngày hữu trí ngài Đức Thượng Cao Thế Tổ để nhớ công lao đức trọng của ngài đã vào làng Kim Giao cai căn dựng làng và lập họ Trần chúng tôi. Với mục đích thì ngày đó họ chúng tôi tổ chức kỳ ngài và lễ kỷ niệm nhằm nhắc nhở cho hậu thế muôn đời luôn khắc cốt ghi tâm đấng chiến thần tổ tiên từ ngàn năm trước, từ khi phá núi đào sông đuổi muôn của dự với bao khổ cực xẻ da chảy thịt để hoàn thiện cùng quê hơn 601 còn dư, thật là công đức vô lượng. Từ đó ngài đã được vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng phong sắp công dược bảo trung ương linh phò chi thần. Đủ biết ngài chưa được tôn vinh công lao của ngài rất trọng vọng và vinh quang mà không có gì so sánh bằng. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa bà con nội ngoại, trong buổi lễ trang trọng này họ chúng tôi xin chào đón và trân trọng kính giới thiệu đại biểu Ủy ban nhân huyện Hải Lăng có ông Nguyễn Giáp, ủy viên ban chấp hành huyện ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân huyện Hải Lăng về dự buổi họ chúng tôi. Họ chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ văn hóa xã, có ông Nguyễn Việt Phú, phó bí thư thường trực Đảng ủy, ông Hoàng Cần, phó bí thư chủ tịch Ủy ban nhân xã, ông Trương Bá Long, đảng ủy viên chủ tịch Mặt trận xã, ông Hồ Duy Tuyến, đảng ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân xã, ông Phan Văn Ngọc, cán bộ văn hóa xã đã về tham dự với họ chúng tôi. Họ chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu làng văn hóa Kim Giao, họ chúng tôi xin năn chào đón và trân trọng kính giới thiệu ông Võ Văn Đức, bí thư chi bộ, trưởng ban điều hành làng văn hóa, trưởng ban kiểm toán hợp tác xã, ông Lê Văn Thành, trưởng thôn, ông Hồ Đức Trung, giám đốc hợp tác xã, ông Võ Điệp, của người cao tuổi, ông Tạ Thanh Bình, trưởng ban công tác của thôn đã về tham dự đông đủ với họ chúng tôi. Họ chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu làng văn hóa Kim Long, xã Hải Quế đã về tham dự với họ chúng tôi. Họ chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu làng văn hóa Diên Khánh, xã Dương đã về tham dự với họ chúng tôi. Họ chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu làng Kim Giao, họ chúng tôi xin chào đón và trân trọng kính giới thiệu ông Võ Văn Lượng, Hồ Chủ Làng, cùng các ông trong hội đồng tập trưởng, các ông trưởng tộc và đại biểu của 15 họ đã đến tham dự đông đủ với họ chúng tôi. Họ chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Họ ngoài Lê Lộc, thôn Kim Long, xã Quế đã về tham dự với họ chúng tôi. Họ chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh.
họ ngoại, họ bộ, đông, làng chính giao đã về tham dự lễ hội chúng tôi. Hội chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Họ nội, họ tân ở thành phố Huế đã về tham dự lễ hội, họ xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đặc biệt vui mừng có sự có mặt đông đủ con cháu nội ngoại họ Tân đã về dự và chung tay tổ chức lễ và chào đón quý khách. Đồng thời, họ chúng tôi chân thành cảm ơn ông Bùi Như Hải, tiến sĩ văn học đã giúp họ chúng tôi trong quá trình tổ chức buổi lễ ngày hôm nay. Họ chúng tôi vô cùng biết ơn quý khách quý bà con người ngoài trong và ngoài nước cũng như trong làng đã đóng góp nhân tài vật lực để cùng ban tổ chức chúng tôi tổ chức buổi lễ kỷ niệm này và đã bỏ thời gian quý báu đến nhiều đông đủ. Họ chúng tôi xin chân thành cảm ơn chi bộ đảng, làng, thôn, ban hành làng văn hóa, hội đồng giáo trường đã giúp đỡ vật đến dự lễ kỷ niệm đông đủ trong tinh thần đoàn kết thân ái. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị khách quý cùng bà con nội ngoài sức khỏe dồi dào, an khang hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Tân Tình lên đọc tơ lược truyền thống của họ. Xin mời ông. Tôi xin thay mặt họ xin thông qua bản sơ lược lịch sử của họ. Kính lạy tổ tiên và quý chư vị thánh thần dòng tộc, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa làng và quý vị tộc trưởng, kính thưa bà con người ngoài. Dân tộc ta có một dòng lịch sử khá lâu đời, khi có truyền thuyết để truyền lại cho con cháu bằng miệng và chỉ lưu truyền như vậy thì dân tộc ta lấy mốc là 2879 trước công nguyên, tính cho đến ngày nay cũng đã 4897 năm rồi. Từ thời họ Hồng Bằng, tên vua là Kinh Dương Vương, tên nước là Xích Quỷ, Lạc Long Quân lên làm vua, đặt tên nước là Văn Lang. Từ 18 đời vua Hùng cho đến các vị vua sau và 1000 năm nô lệ giặc Tàu, nước ta lịch sử chỉ truyền khẩu, nghề nghiệp sinh nhai chỉ làm nghề trải lưới và săn bắt, sống dọc từ thượng nguồn sông Nhị Hà xuôi theo các dòng sông về duyên hải, sau đó phát triển thêm nghề trồng lúa nước nên phải dựa vào những cánh đồng thuộc Bắc Bộ để cày cấy sản xuất. Kính thưa quý vị, có người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Tổ tiên đang là một cánh tộc thuộc hoàng tộc, được di cư theo thân thiết khi Trần Cảnh lên ngôi, lấy hiệu là Trần Thái Tông, và di dân lên Thăng Long, rồi phân bộ đi di trú vào Thanh Nghệ tỉnh. Vào thời Trần Thánh Tông, tức là năm 1258 đến 1272, Trần Thủ Độ làm Thái sứ Thống Quốc. Theo tộc phà họ Trần làm Vĩnh Giao, cụ tổ họ Trần lúc bấy giờ được phong quan tiểu tứ xã, xã kiêm bốn xã có chánh sứ. Triều đình điều cụ tổ vào vùng châu Ố châu Rí vào năm Thiệu Long thứ 13, tức là năm Canh Ngọ 1268 đến 1270, để khai căn mở đất vùng mới được vua Chiêm Thành là chế cụ chuộc thân. Khi cụ tổ họ Trần vào cả mốc làng Vĩnh Giao mới lập thân và đã có hai con. Lúc bấy giờ quân Nguyên Mông chuyên sang quấy rối, vua Mông tên là Hột Tất Liệt hăm dọa đủ trò, vua Trần phải tập trung quân diệt toàn quốc để quốc phòng ứng phó, và cụ tổ họ ta phải đem gia đình ra lại Thanh Hóa để ngự vòng trải dài bảy đời sau gồm đề nhị thế tổ tuổi Ất Mùi đời Hưng Long thứ 3, đề tam thế tổ tuổi Can Thân đời Đại Khánh thứ 7, đề tứ thế tổ tuổi Kỵ Sử đời Thiệu Phong thứ 9, đề ngũ thế tổ tuổi Nhâm Tý đời Thiệu Khánh thứ 3, đề lục thế tổ tuổi Kỷ Mão đời Kiến Tân thứ 2, đề thất thế tổ tuổi Nhâm Tý đời Thuần Thiên thứ 5. Như vậy qua bảy đời trong suốt 200 năm, sau đó mới khởi hành tiến công vào khai căn chính thức làng Kim Giao. Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khách quý, bà con nội ngoại, đào sông phá núi tạo ruộng vườn, khét cả da đầu cháy cả lưng, mồ hôi và máu chan vào đất, công cao thế tổ thật khôn lường.
Như trong bản lược sử làng Kim Giao đã nói, quân Mông Cổ lúc này rất hùng mạnh, đã chiếm hết 3/4 thế giới, kể cả Trung Quốc. Tổ tiên ta cũng bị nằm trong vòng xoáy của cuộc chiến tranh chống ngoại xâm đó, nên việc vào xây dựng làng lập họ rất khó khăn. Kể cả khi vua Trần Nhân Tông gạ viện trấn công chúa cho vua Chiêm là Chỉ Mân để đổi lấy châu Âu và châu Rí vào năm 1301 và lấy đất vào đời Trần Anh Tông năm 1307, đặt tên Thuần Châu và Hòa Châu, cự quan vào Kinh Rí và cai quản nhưng vẫn không ổn bởi vua Chiêm là Chỉ Mân qua đời. Mãi cho đến đời vua nhà Lê là Lê Thánh Tông năm thứ nhất 1460, lấy hiệu là Quang Thuần Nguyên Niên, ngài tổ họ Trần là Trần Quý Công, cháu đời thứ 8 của ngài Trần Cao Tổ, được vua Lê cử vào lúc đó còn trai tráng. Theo tục phạm ghi, ngài còn trẻ đã lập thân có 3 con vào Thuần Châu và Hòa Châu, sanh hạ thêm 2 người con trai nữa. Cả thầy có 5 người con trai, trong tục phạm không ghi con gái. Đến 3 năm sau, ra Bắc đem theo 2 người anh trai là Trần Phước Thông và Trần Phước Đạt, cùng một số bạn bè thân hữu vào cùng khai phá và lập nên làng ta, lấy tên là làng Toàn Giao. Trong sự lược của làng đã nói, 2 người anh theo tục phạm ghi xin được 8 người con trai. Khi việc được làm xong, ngài Trần Quý Công được vua Lê phong sắc phong Diệp Bảo Trung Hưng Lý Phỏ Chi Thần. 2 người anh được phong kèm theo là sắc phong Diệp Bảo Trung Hưng Lý Phỏ Tôn Thần. Mộ của 2 người anh đồng tán tài Diên Khánh Chứ, mộ ngài Khai Tân là tán tài Hầu Bùi Xe Sứ và đạt được làng Thây Lăng, đồng thời lập miếu thờ tại lòi Cần Bùi Diên Khánh. Tính từ đời thứ 8, ngài Trần Phước Dục thần thân cùng bà Hồ Thị sanh hạ được 3 người con. Ngài con thứ là Trần Hữu Khương được vua Gia Long đưa theo đoàn Tân Binh vào thành Huế năm 1803 làm đội sứ ở làng Diên Xuân Thượng. Ngài sinh hạ con cháu và lập nên họ tộc ở Huế cho đến ngày nay. Đến năm 1939, ngày lần tháng Giêng năm Kỷ Mão, theo lời ông nội tôi tên là Xoan và bà Trần Đời kể lại và được ghi chép dựa theo bài châm khắc tại lăng ngài Khai Tân họ Trần, được kể lại rằng để tưởng nhớ công lao của ngài, làng đã họp bàn thống nhất 2 việc như sau: một là dừng bia tại lăng ngài, trên lòng bia có khắc bài cần châm như đã nói, sắp xếp lịch thời gian tạo mộ theo thứ tự họ Trần Khai Tân vào ngày 5 tháng 8 âm lịch, hàng năm đến Hoàng Nguyện ngày 7 tháng 8 âm lịch, vân vân, và cơ quan mỏ tức là giao liên của làng đi loan báo đi rao cho toàn dân tham gia tạo mộ hồng ràng. Vì lẽ đó hàng năm họ Trần tạo mộ thì bà con đi rất đông, họ phải làm trấu để thế ngài và thừa thần như Huệ để mời bà con nội ngoại và dân làng đi dự lễ tạo mộ ngài. Cũng từ đó bác xà lập người họ Lê đã có vẻ rằng chị em làm dâu họ Trần mùng 5 tháng 8 sắp phần thì trâu, và dân làng đã truyền nhau có về trên cho đến ngày hôm nay. Đến năm 1940, tháng 6 năm Canh Thìn, từ đường họ được làng cấp ruộng hương hỏa đến đầu giá, cùng với sự đóng góp của cán binh đã tái tạo lần đầu xây bằng gạch và vôi vựa lớn nói. Trải dài theo năm tháng của chiến tranh, qua năm chế độ của hàng chục đời vua, từ đường họ đã nhiều lần tu sửa, con cháu họ đã lớp lớp ra đi theo quy luật của sự sống. Có thời ở quê không còn ai hương khói thờ phụng tổ tiên như vào những năm 1972-1973, thế nhưng theo lề con cháu ở đâu cha mẹ ở đó, con cháu họ Trần chạy loạn vào ở Huế, Đà Nẵng đến ngày dỗ kỳ ngày 20-21 tháng 9 âm lịch, hàng năm vẫn mua sắm lễ vật hướng vòng về làng để tưởng niệm và cầu cho con cháu hạnh phúc bình an. Đến khi quê hương hoàn toàn giải phóng thống nhất nước nhà, bà con ta lại trở về bản quán để tiếp tục sống và làm ăn xây dựng làng họ. Cho đến năm 1976, mùng họ, nhà thờ họ lại một lần nữa được tái tạo lần thứ hai sau những năm tháng chiến tranh, cho dù còn thô sơ gạch vựa. Sau 12 năm, nhận thấy nhà thờ họ xuống cấp trầm trọng, dân họ đã xa gần đóng góp nhân tài vật lực để tái tạo lần thứ ba vào năm Mậu Thìn 1988. Lúc này khó khăn cao hơn, và cùng trong những năm tháng này, sự biến đổi khí hậu khắc nghiệt của mùa nắng hạn kéo dài quá đến hết tháng 8 âm lịch
nên việc tạo mồ ngày 5 tháng 8 không còn hiệu quả lắm, vì đất đã khô, đắp lên từ xuống nên chỉ tạo mồ những ngôi mộ có lắm và có cù nấm. Còn lại chuyện lùi vào các ngày 20-21 tháng 9 âm lịch, nhưng vẫn giữ truyền thống của làng cho đến ngày hôm nay. Năm 2016, tức là năm Bính Thân, lại một lần nữa tư đường của họ xuống cấp sau gần 30 năm tái tạo, được sự tài trợ của con cháu làm ăn xa và một phần đóng góp của người ngoài tại quê hương, nhà tư đường họ được tái tạo lần thứ tư. Trải qua 550 năm kể từ ngày lập họ, đã hàng chục lần xây dựng và tái tạo, hiện nay họ đã có ngôi tư đường khang trang về thế. Từ đó con dân trong họ thấy lòng mình thanh thản, với lòng hiếu sự dâng lên tổ tiên, con cháu phấn khởi làm ăn phát đạt, học hành tinh tới và thành đạt hơn. Hiện có 36 hộ gia đình và 200 nhân khẩu đang sống trên khắp mọi miền đất nước, luôn hướng về quê hương nơi chôn giao cắt rốn và cất tiếng khóc chào đời. Với ý nghĩa đó, họ Trần Kim Giao hôm nay long trọng tổ chức lễ kỷ ngài và kỷ niệm 750 năm ngày Thế Tổ vào khai cất mở đất, 550 năm ngày Thường Cao Thị Tổ vào lập họ Trần làng Kim Giao, như trong bài Cần Châm của làng đã viết: công cao cả đế, đức đài cái căn, nguy nguy mạc cản, đạm đạm nan dân, chí khiết biên cương, thần hóa thiên thu bất tử. Tạm dịch là công đức khai căn cao vời vời, tên tuổi ngài lưu truyền các chốn và mãi mãi không phai, ngàn năm không dứt. Bài viết này kính mong quý vị quan cách thấu rõ con cháu người ngoài ghi công và lưu truyền hậu thế, để giữ mãi truyền thống là con cháu họ Trần cố công làm rạng danh đất tổ, tô đẹp văn hóa họ làm ngày càng rạng rỡ hơn. Kính lạy tổ tiên, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa làng và quý vị tộc trưởng, kính thưa bà con người ngoài, rằng ra 550 năm lịch sử mà chúng tôi chỉ tóm được qua vài trang giấy trắng thì không sao nói hết được công lao của ngài và truyền thống của họ. Chúng tôi kính mong quý vị tìm hiểu thêm về các con sự của làng xã, sự truyền miệng của các bậc cao niên trong làng, trong họ, để lưu lại cho con cháu thêm kiến thức họ tộc mà phụng thờ tổ tiên ông bà được phần chi thiếu. Chúng tôi kính chúc quý vị khách quý, bà con người ngoài sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, hạnh phúc an khang. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn và rất trân trọng đại diện Ủy ban nhân huyện về dự và đại diện của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận của xã đã lên dự, đồng thời có lặng hoa để chúc mừng cho họ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các ô trường của trong họ đã tặng lặng hoa chúc mừng trong ngày lễ hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn anh chị anh Đô và chị Thanh Lan là đại diện cho con cháu người ngoài, nhưng mà cũng có làm hoa để chúc mừng cho họ chúng tôi hôm nay. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi xin trân trọng rất là mừng khi được làng các bác tộc trưởng đã về dự và có lặng hoa chúc mừng cho họ chúng tôi trong buổi lễ hôm nay.
Thank you.
Thank you.
chiến tranh
lệ hoa.